là em thấy nó trả lại nè. Hết sức luôn. DVN 55 năng suất cao nhất luôn. Chị đang xúc mũ bên kia ha. Chị kia đang xúc mũ lôi dưới. Mấy cái nắp này mình để giữa lô luôn anh. Anh chưa kịp gom luôn. Đó là cái này anh hỏi đây nè. Đó cột con cá. À nha. Giờ anh sang trên ha, anh cột rồi nè rút. Mình để thấp đi để mình chút mũi cho dễ luôn. Đặng rồi đặng này mình thúc cho nó dễ, nó ví dụ vậy ha. Giờ anh thử. Nó tiện lắm, rồi xây cái này xây mình xây sống hết. Đó. Nói ví dụ vậy. Nè. Em coi ha. Nó dài dài. Rồi bây giờ anh ghim vô khoan vậy. À. Đó. Này chắc chắn là không nước vô rồi. Nước vô vô đây ha. Rồi, cái này nó có cái lỗ mũi của nó nè. Dạ. Để nó hút không khí vô để mũi chảy đừng dính nè. Những cái lỗ vô kia. Rồi bây giờ em cứ nói nè. Anh nè, anh di động nè. Rồi anh lên xuống nè. Dạ. Về năng suất anh thấy là cái vườn của mình cạo truyền thống với cái vườn áp khí thì cái năng suất nó năng suất tăng gấp rưỡi cho em. Gấp rưỡi đúng không ạ? Tăng gấp rưỡi cho em. Ví dụ như là tính ra là anh tính ra là tính sản lượng chứ anh không có tính sản lượng. Dạ. Trong một tháng. Ví dụ như là thường là một 500 cây nếu mà cạo truyền thống của anh thì nó khoảng cỡ mỗi một lần cạo anh cho là D2 đó nha, mỗi lần cạo nha khoảng cỡ bình quân là 60 kg. 500 cây khoảng 60 kg, 70 kg nha. Thì mà bây giờ anh nói là D2 đó phải là anh tấn không, anh cho nó là anh tấn là 900 kg á. Nhưng mà anh khoan cái này thì anh nằm với giá khoảng cỡ tấn tư. Thì nó hơn tấn tư trong một tháng thì nó hơn là 60 kg, quên 600 kg. Thì nó cũng nằm giá khoảng cỡ tấn tư đó. Nó hơn 60%. Em có tin không? Em có tin là cái này mà cái lô này 700 cây có lúc mà nó đạt lên là 700 cây có lúc nó đạt lên 256 kg là buộc anh phải giảm D xuống là thành D6, D7. D6, D7 mà. Anh không dám ngủ. Đó là sử dụng cái ống này anh nói với em cái tô này em có tin không? Là nó đầy lên tới cái này nè. Đó, rồi anh nè, anh làm vậy nè. Rồi cái giờ anh bây giờ giờ chớp mà gặt này qua anh đại cái anh gặt rồi có rồi tiếp. Còn bây giờ chút ngủ hả, chút ngủ tay này nhóng lên tay này cầm chút rồi. Nói chung là đó rồi, cái đầu này đầu dài ngắn rồi đây nó sống tùm lum nên cái này thụt xuống thụt lên cũng được. Rồi cái này là anh gỡ ra đi về nhà. Về nhà làm đầu xong rồi tới chừng đi khoan rồi anh gắn vô gì cái anh chọt vô cái anh ghim lên đi. Cuối mùa cái anh làm phương pháp này cuối mùa anh thấy sản lượng sao? Sản lượng rất là đạt em. Cuối mùa là sản lượng không giảm đúng không? Không giảm em. Mà nếu mà cuối mùa sản lượng giảm thì nó chỉ giảm khoảng cỡ 3% so với thời cao điểm của trong năm. Thì cái phương pháp này nó không phải là phương pháp tối ưu, nhưng mà cái này nó giải quyết trong cái lúc mưa thì rất là hiệu quả, vì nó tránh được nước mưa 100% luôn. Vào. Và cái thứ hai nữa là nó tiện cho mình về mình đi. Mình về mình nhà mình có thời gian mình làm rồi bây giờ cái lượng mũ chảy lại là mình vẫn bảo đảm được nó không bị nước vào. Có nghĩa là nó không bị thất thoát. Thì với anh năm rồi thì anh làm anh thấy cái này á anh có thể chấp nhận được. Tất nhiên là còn những cái phương pháp hay hơn mà để cho nó giảm thiểu cái thời gian. Còn ví dụ như là mùa nắng thì anh cũng phải về làm cái ống này thì mùa mưa anh làm cái ống này dài hơn một chút, mùa nắng thì anh làm ống ngắn này chút, mùa mưa thì anh làm ống dài hơn chút. Thì nó thực ra mùa nắng với mùa mưa rồi nó không có khác biệt nhiều. Một lần anh bơm là tầm khoảng bao nhiêu ml hả? Lần anh bơm là khoảng có 60 ml, nhưng mà tùy theo cái cây với cây to ha, có một số cây mà nó cứng đầu á thì có thể cây anh... cây mà dạng mà nó xương mũ rất kém thôi. Rồi cái thứ hai nữa là nó có trường hợp này nữa Hoàng anh. Trong một cây này thường là một bên có mặt mũ mạnh, một bên có mặt mũ yếu. Ví dụ như cái cây này cũng là cây này, cái lượng khí đó cũng làm vậy, nhưng mà anh giờ chớp thì nó lại tăng mũ hơn so với cái bên cũ. Rồi cách giờ chớp của anh thì anh giờ đối diện.
chẳng hạn như bây giờ lần này thì anh đóng chớp đây, lần sau anh đóng bên đây, để sản lượng mũ nó đây, sản lượng mũ nó cao nhất. Rồi để cuối cùng á anh mới trở lại cái nơi đầu. Thì anh nghĩ là bây giờ mình tránh xa cái chỗ mà mình mới vừa chớp đi là đó là cái cách tốt nhất theo anh nghĩ là vậy. Nó lành nó cũng lẹ. Anh nghĩ là vậy. Chứ còn bây giờ nếu mà anh mà dán cái này á thì bây giờ cái chớp đây anh chỉ phạm vi trong cái váy che này không à. Nhưng mà nó đòi hỏi là cái di chuyển cái che mưa nó phải linh động. Cái này linh động. Thì nó phù hợp với cách che mưa của anh. Em thấy không, đây là đây là cái cách này là cái cách mà anh thấy là che mưa rất là an toàn. Rồi bây giờ khi mà anh giờ chớp đó nó là hình thức nó là mùa mưa của anh là. Ở đây người ta nói xong nhân không làm sao thấy. Rồi bây giờ nó tới mùa này anh gỡ anh bỏ xuống. Hiện giờ là ngày 20, 21 đúng không? 21, 22. 21 tháng 1. Lá cây vẫn còn nhiều không nhỉ? Anh vẫn còn mũ nhiều qua bên đây một hiện tại giờ anh vẫn còn. Cái hè nào đang còn mũ chưa chút mà. Ở đây này thì mũ ép. Nè. Cái này chưa chút mấy cái này đùng ra gần như là đùng ra hết rồi đúng không? Cái đó thì ổn rồi đó, phủ đó lành hết rồi của anh. Ok được không? Đây nè, cây này anh thấy nè nó vẫn còn đang nhiễu không? Nó chung là mũi cũng đây nè, cũng ổn định lắm anh. Và cái mũi này là mũi thứ ba rồi đó. Trong quá trình anh làm tất cả các cây, có cây nào là nó bị gọi giống như là khô miệng không anh? Khô miệng đó là cái cây đó nó đã có cái lịch sử khô miệng trước em. Rồi bây giờ em làm thì nó khô miệng, mà giờ em không làm nó cũng vẫn khô miệng. Nhưng mà khi mà làm cái này thì những cây khô miệng đó nó cho lượng mũ nó cho lượng mũ thiếu mà em khai thác đúng mà trên cao mà như anh mà làm thang đó thì lượng mũ bình thường như cái này nhưng mà em cực cái là em phải lên thang. Nó em thấy cái lượng mũ đó. Nhưng mà về cuối mùa là những cây này mà em đi xuống thấp là không ăn được nó. Có cái lượng ngủ của nó. Đó, bữa nay là mũi thứ ba đó. Đây. Nè, bây giờ tới giờ vẫn còn đang chảy nè. Cái mũ chảy lại rất là nhiều. Coi hoàn cảnh này nè, mà giờ mũ còn bao nhiêu mà còn đang chảy nè. Mà mũi thứ ba của mũi thứ ba này nè, một mũi, hai mũi, ba mũi nè, anh nhìn thấy rồi nè, thấy chưa? Nó phun ra. Để cái dây này nó nhanh lành thôi. Thì đó anh để rồi đó. Anh thường anh rút. Anh thấy nè, với cây con này thôi mà anh thấy. Với đùng cây ra con. Em thấy không? Cái lành anh đánh giá là lành rất tốt em. Đến giờ mũ vẫn còn đang chảy. Thiệt không đất hết. Nó vẫn còn đang chảy đạt không? Vào cái mùa này vậy thì cái mũi thứ ba là cái sản lượng nó kém nhất rồi. Mũi thứ ba đó. Cái này mình đi khoan lúc mấy giờ anh nhỉ? Rồi đi khoan xong mình khoan trễ cái này anh khoan lúc 11 giờ đêm nó xong á. Nên giờ nó mới còn chảy mà. Không mà nó chảy suốt em ơi, rồi mai nó chảy lại, buổi sáng nó chảy lại một tí nếu mà thời tiết á. Độ mình khoảng là bao nhiêu độ? 33 độ, 32 độ. Cái này ít. Cái này nè, cái này nó ra hư tơ tả rồi. Thì nó cho cái sản lượng mũ nó không đạt. Nói chung có nhiều cây con mũ nó đạt không mà. Nó khác giống hay là mấy cây con nó khác giống hay nó cùng giống à? Nó cũng cùng giống. Vườn này mình bao nhiêu cây anh nhỉ? Cái vườn này của mình bao nhiêu cây? Mũ nó cũng đều đều vậy đó. Mấy cây này nhỏ nhỏ mà ra mũ tốt ghê. Cái mũ cây mũ đã con này cái này đâu có lớn đâu. Mà mũ con này nó xuống. Cái bữa đó anh biết không? Cái này là đứt mũ.
mấy cái này nè, anh thấy là cái miệng chén này có này không? Dạ. Anh phải chịu nổi, anh phải đổ tô đen đó là em biết rồi. Đâu có đâu chịu nổi đâu, phải nổi. Những cây tô đen là những cây mà là nó nhiều đúng không? Là nhiều không tải nổi ta. Dạ. Nè, như cái này anh đánh giá rồi đây, cây này đâu phải là lớn đâu mà anh. Cây nhỏ. Dưới đây cũng anh thấy không? 500. Ừ. Đó em cứ nghĩ đánh giá đâu mà cái này nè, anh ta cái này nè, làm rất là tốt. Dạ. Em đừng có ngâm chớp lâu quá. Đó, dạ. Anh thấy không? Em coi đánh giá cái cây này nè, cái tình trạng cây này em thấy làm rất tốt không? Dạ. Còn về cái bán kính thân quanh thân, anh thấy năm nay cây nó phát triển sao? Nó phát triển ha. Nó vừa mình vừa lấy mũ mà nhưng mà vẫn bảo đảm nó vẫn lớn. Tại tại em biết lý do sao. Nó đó đó cây đó là cái cây không bao giờ ăn nữa đó. À. Hết hết vườn này là thằng BB 260 không ơi? Không nha. Của bên nhà cũng vậy, bên đây cũng vậy. BB không. Nè, không có nè. Cuối năm mũi thế này là đẹp rồi. Đó thì em cũng nói thiệt với mẹ em thật dĩa luôn á. Dạ. Bên bển thì người ta đề nghị mà cây nhỏ quá, anh không dám khuyến cáo nữa. Dạ. Thôi. Cái dàn cây cao su đó với cây nhỏ quá làm có gì. Bên đây là gần như rụng lá hết rồi. Ờ, của họ bên đây là có rụng lá, còn của mình con lá nè. Cái này nếu mà không mua mũ vẫn còn cái cành lá xanh nè. Có một số vườn là nó vừa rụng vừa lên nên nên như bên nhà nó có một cái nó đi chuyền đó em. Nên một số vườn họ vẫn lấy mũ quanh năm, cứ vừa rụng vừa lên. Có nhiều cây anh nó hơi ép anh đi chuyện nhưng mà không phải là mũ lỏng nào mũ cũng được lắm nha. Mà trong khi em coi kìa, nó cũng rụng hết lá lên nó non hết. Để đi ra ngoài anh dẫn em đi ra ngoài, cây nó rụng hết lá mũ đã. Anh nói mà mỗi năm á, anh cạo dao á thì khi mà nó rụng lá thì là nó sẽ không cho mũ nữa. Dạ. Nói chung là cây em coi cái dạng cây đó nhiều lắm, cái dạng cây chết nhiều lắm. Chết điện ha. Nè anh coi cái cây này đá gì đó một trăm xíu. Ừ này anh coi cái đọt cái thân nó kìa 30 nó coi mấy có khi coi cái đọt anh thấy không? Dạ. Chứng tỏ là nó phát triển được hiệu quả cuối mùa mà nó ngủ vô anh thấy là những cái này nè, cái chén chén của nó là cũng thấy nè. Dạ. Lúc mà mũi đầu nó cũng phải nằm cái này. Em chút em thấy sao đó. Mũi đầu chắc là làm hơi sực chút nặng. Đó nó xin là đó em anh nè, cây nó vàng lá rồi, thấy không? Dạ. Tới giờ nó vàng lá còn. Đó mà trong khi đó, anh lúc đầu này nó lùn đã nhanh ghê. Ừ đấy. Dây nhờ của cái chuyện, à, của cái trận của mùa mưa nè. Nè em thấy nè, 10 lỗ anh giờ chết đó. Anh làm cũng rồi bắt đầu rút kinh nghiệm, cái kia hơi cao quá. Bây giờ sang đó cái anh làm đây. Dạ. Đặng mình tận hưởng cái da té còn cái mặt này nè. Mà em nói là cây này là cái cây mà hết thôi rồi. Mũi cũng đẹp lắm, nó cũng đều đều vậy đó. Cái này mà mũi đầu mà quay thì chắc là nhìn thấy rồi. Mũi đầu là anh chút cái này là từ ở ngoài đường về tới nhà đó là 250 kg. Dạ. Là 750 cây. 750 cây. Là buộc anh phải giảng đây luôn. Dạ. Anh không có nhúc cái cửa gì được hết. Nhà vườn này cây có sức mà. Ờ cây có lực á. Giờ này là cây này lá nó còn nè, nó dẫn đi chuyện nguyên một cái cành. Dạ. Đó nó còn sinh dân kìa con anh. Anh thấy không? Dạ. Thì anh coi còn một số cây đó nó dằn chứ nó còn mà nó chưa rớt mà. Nè, anh coi nè.
cái này mũi đầu chắc là chàng chén rồi. Chàng chén đó, anh thấy một số cây, rất là đẹp. Xuống gì đều vậy đó em. Theo anh thì giống nào đẹp nhất? Hả? Giống hả? Dạ. Theo anh thích là giống rêu 4 mà lá nhỏ. Dạ. Rêu nó có hai loại, một loại da xanh lá nhỏ. Nè, cái rêu 4 có cái da tái sinh nó hồi phục nhanh. Nên lấy trên da tái sinh đó mà có những cái vùng ốc đảo á, rêu 4 mà lấy được bình thường. Em coi nè. Em quay cái này kỹ em. Nó vẫn còn một lá, nó vẫn còn vậy đó, nó dễ mũ nè. Như vậy là đánh giá là cái cường độ khai thác cũng như cái cách làm của anh nó thì đến giờ phút này thì nó cũng có thể chấp nhận được. Dạ. Đó, em thấy mũ vẫn còn đang chảy. Hồi cạo tay làm gì mà có cái chuyện này Hoàng Anh? Không bao giờ có cái chuyện đó. Mà em biết bây giờ đã bước sang là mũi thứ 8 rồi nè. Yeah. Đây nè. Chứ còn bây giờ em mới giờ chớp một cái thì không phải như vậy đâu. Em mới giờ chớp không phải vậy, còn trên chớp này. Okay. Nó tràn nó chảy mà em thấy nè. Đây là lành tốt, không thấy không? Yeah. Cái này đùn mặt. Quay ngang qua mới thấy cái mặt nó đùn ra. Em thấy không? Nó rất là lành tốt. Thì cái này giờ khoảng cái đầu mùa sau là nó sẽ bông đi, nó không để lại, nó chỉ là một cái sẹo nhỏ thôi. Nếu mình khoan dễ dàng ra như thế này là nó làm thì đó đó em, nó thời gian nó phục hồi nhanh đó em. Yeah, mình phải chuyển chóp nó sai chuyển chóp mình phải lên động một chút. Yeah. Thì nó đảm bảo cái thời gian đó. Nó đùn ra nhanh nhất cho mình. Em nhìn cái vỏ cây gì thì nè, em nhìn cái vỏ cây gì nè, em cũng biết là cây nó lớn nha, nó bông cái này, bông này có nghĩa là cây nó phát triển lớn, những cái biểu bì già này nó bông chóc ra thì chứng tỏ là cây vẫn còn đang lớn. Yeah. Chứ những cái cây sung thì nó phải có những cái rạn vậy nè, nó mới lớn, nó mới bông được cái này, còn nếu mà không lớn thì nó cứ ôm chặt cái này nó đâu bông được. Theo anh nhận định là như vậy. Cây anh đánh giá thì mức độ lớn vẫn bình thường. Cây này là cây khó ăn của nó nè. Yeah. Mà mũ con này nè, em biết đục đẽo dây rồi. Đâu phải là cây này, đâu phải là dễ nuốt nó đâu. Nên là hồi đó rồi đó, phải quay cây đúng không, mình thấy là anh cũng được ngủ tới đây á. Ngoài em coi nó ra hồn gì đó. Đấy nè, gốc chào áo. Cái thực sinh á, cái mũi cái lần khoai đầu tiên đó giống mũ cũ. Đó giống mũ cũ. Khoảng 2 lần chưa chạy hết thì tối qua là khoan hơi trễ. Anh khoan trễ em. Anh vô 11 giờ. Chuyện qua anh khoan 1 ngàn mấy trăm cây này mà bắt đầu 5 giờ anh khoan mà đùn ra hết. Đó. Khoan hết trơn. Em thấy chứng tỏ là lành tốt không? Yeah. Anh cần quan sát và quan sát cái vết thương này. Chứ anh không quan tâm cái chớp. Tại vì cái chớp khi anh cạy cái bông ra thì trong này nó vẫn là cái vỏ lành. Nè. Yeah. Chỉ không có vỏ ngoài. Nó. Nè, anh khoan áp khí, anh đóng vô thì nó cũng cũng vậy đó. Nó em coi bây giờ này mũ còn đang chảy nè. Mà trong khi em quay lên trên cái lá nè coi. Nó đâu còn cái chim nữa. Em thấy không, nó lá động. Ở dưới là dính mũ. Cái cây nó có lực thì nó mới cho mũ, còn nếu mà nó không lực thì nó không thể nào nó cho mũ được, em đồng ý không? Nó giảm độ nhiều. Quá hết vậy. Nhưng mà nó cho mũ rất là tốt. Như cái cây con này nè Quang Anh. Cây này em cạo tay đi. Em mơ nó không bao giờ có được tình trạng cuối năm vậy. Em thấy lành tốt không? Lành tốt. Lành rất tốt anh thấy không? Mà trong khi đó em thấy cái mũ này đến giờ phút này nè, mà mũ nó còn về. Yeah. Cái thằng
cái trơm em tặng anh đó là cũng lấy mũ bằng khí đó. Vậy đó hả? Nên nó đâu có bò kích thích đâu. Cái đó mình cũng lấy mũ bằng khí được, cái trơm mình dạ. Thì đấy nó hiệu quả, nhất là mấy cái trơm to. 100 cây mà lấy một lần lấy đôi khi là 2-3 cái chai đầy. Vậy đó hả? Dạ, 2 chai đầy, còn hay giá, 2 chai nước suối đầy. Còn giá thị trường của trơm mũ trơm đó bây giờ? Giờ nó xuống nhiều. Vậy hả? Nó trơm giờ giá xuống. Nhưng mà làm thì vẫn hiệu quả con xuống. Chắc em nghĩ là nó sẽ không có mũ gì. Anh nghe mẫu ơi. Rồi anh cảm ơn. Cái này chỉ cần khắc phục lại cái phần che mưa. Cái phương pháp này về nó với lại phần lấy mũ để cho nó giảm được cái công của người đi lấy. Anh coi cây này nó đã ra lá già rồi. Đó là cái cây anh không phát triển đó. Cây này có lá già, cây này biết gốc. Nó tốt lành gì đâu. Cây này lá già. Được tí mũ đó, thấy không? Dân lành tốt. Tới cái lá cái này nó mới mất mũ. Dạ đúng rồi. Em hiểu không? Tới lá cỡ này nó mới chịu mất ngủ. Lá cỡ này lên. Cho rồi cái tầng lá đó là vẫn còn cho mũ bình thường. Ý anh nói với em vậy á. Mấy cây con này nó thấy mũ. Cái này cái mũ mà cái mũ chén á. Nó nhiều mà. Nhiều á. Nó tầm khoảng bao nhiêu ký và cái sản lượng mà hồi nãy anh tính á là có bao gồm mũ chén chưa? Chưa cái đó mình tính mũ nước mình chút. Anh không tính mũi chén, còn mũi chén tính cho em. Cái mũi đầu á thì 700 cây này nha. Yeah. Thì nó tầm khoảng còn 50 ký. Yeah. Còn mũi thứ ba thì nằm khoảng 30 ký. Còn mũi hai là cho thì nó nằm khoảng ở giữa. Giữa là 50-40. Lần nào căn bản như vậy thì nó tầm khoảng 120. Khi mà anh chút về có nhiều khi chín cái mũi nó trả lại nhiều hơn mũi anh đang chút có nhiều chén. Yeah. Đó là cái thực tế. Vì tính ra cái lượng mũ chén cũng nhiều quá chứ. Nhiều chứ em. Cái lượng mũ chén nó chia trung bình ra tầm khoảng 40 ký. Lượng mũ chén